Kính thưa quý vị, bọ cạp châu chấu nằm trong thực đơn của một nhà hàng ở Paris, tên từ Paris, nằm trên những miếng bơ tươi, ớt đỏ nướng, cà ri gừng và trứng cút. Những khách hàng của nhà hàng Le Festin Nu ở Paris cũng sẽ cắn vào những con bọ cạp và châu chấu. Nhà hàng Le Festin Nu có nghĩa là buổi tiệc trần trụi, nằm ở trung tâm quận 18, là nhà hàng đầu tiên tại Paris đã đem côn trùng vào thực đơn của mình. Đầu bếp 26 tuổi và cũng là chủ sở hữu của nhà hàng, ông Elie Davion là người đã sáng tạo những món ăn khác thường này. Tại sao ăn côn trùng? Ông Davion đã trích dẫn một số các lý do. Đầu tiên là lợi ích sinh thái. Côn trùng ít tốn kém hơn về phương diện tiền bạc, nước và không gian để sản xuất so với các loại thịt truyền thống. Những con côn trùng cũng là một nguồn dinh dưỡng giàu protein và omega 3. Trên hết là bằng cách kết hợp côn trùng vào thực đơn của mình, ông Davion nhắm mục đích cung cấp cho khách hàng những món ăn độc đáo. Người đầu bếp trẻ nói rằng những gì nhà hàng của ông đang cung cấp cho khách hàng là một kinh nghiệm mới lạ, thú vị trong một bầu không khí tươi vui. Những con côn trùng được ướp muối, đóng gói và gửi sang từ Thái Lan. Cách bảo quản này không làm hư hại hình dáng của sinh vật. Mắt, cánh, chân và anten đều còn đầy đủ. Trong khi một số người sẽ nhăn mặt trước ý tưởng ăn một con bọ cánh cứng được trang trí với sốt pesto, thì ông Davion cho biết phần lớn khách hàng đã tỏ vẻ thích thú với những món ăn côn trùng này. Hầu hết mọi người cuối cùng đều đã nếm thử. Những người có một chút ái ngại ban đầu thường bắt đầu với những con côn trùng nhỏ nhất và cuối cùng họ thử đến những con bọ cạp. Do những con côn trùng được đóng gói bảo quản và sẵn sàng để ăn, nên ông Davion có thể kết hợp chúng trực tiếp với những thực phẩm nhỏ khác. Những dĩa tapas này có giá từ 5 đến 9 euro. Và các khách hàng của Le Festin Nu đã tỏ vẻ rất thích thú khi nếm thử hương vị của các sinh vật thường được cho là không phải để ăn.